không? Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với channel Roma Vlog. Và ngày hôm nay sẽ là một video tâm linh. Thì sau 2-3 ngày anh em mình vắng mặt, do là sau khi mà anh em mình đã trải qua cái chuyện đó chính là linh hồn cô gái bị yếm 10 năm và mình đã giải thoát được cho cô gái ấy. Thật sự anh em mình cần nghỉ một vài ngày để trong lòng mình thanh tịnh hơn và thoải mái hơn, để mình có những video hay nhất cho tất cả các bạn cùng xem. Và hôm nay sẽ là tập 6 của series 13 cách gọi ma. Thì anh em mình sẽ sử dụng nước ở cái hồ mà có người chết để quệt lên trên mắt và bắt đầu làm nghi thức để có thể nhìn thấy được cõi âm. Thì các bạn có còn nhớ cái hồ mà lần trước anh em mình thực hiện nghi thức ma gia, anh Lực đã bị nhập và đã nhảy xuống cái hồ đó. Hôm nay mình sẽ đi lại cái hồ đó để lấy nước và đem vào nghĩa địa để anh em mình có thể thực hiện nghi thức này. Trước khi xem video, các bạn hãy nhớ like video này và đăng ký kênh để ủng hộ cho anh em mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bây giờ mời tất cả mọi người cùng theo chân anh em mình nhé. Hiện tại thì anh em mình cũng đã vô tới cái con đường để dẫn vô cái hồ mà lúc trước có người chết mà anh em mình từng thực hiện nghi thức ma gia ở đây á các bạn. Các bạn nhớ cái nơi mà anh Lực bị ma nhập rồi bắt đầu là nhảy xuống ao không? Đây, trong đây. Em cầm camera giùm anh thôi không? Em quay nha. Đây, ở đây thì chắc các bạn nào mà đã từng xem qua cái video Maya thì các bạn cũng đã biết nơi này. Bây giờ anh em mình sẽ đi xuống dưới đó và lấy nước nha các bạn nha. Ok. Anh em mình sẽ sử dụng cái chum này nè các bạn, để anh em mình đựng nước nha các bạn nha. Đấy, tí nữa em múc vô chừng khoảng 1/3 thôi ha. Đủ để mình thoa lên trên mắt thôi. Hai em ha. Còn hương này thì mình khi mà múc nước vào trong đây các bạn, mình sẽ để y cái hũ lại ngay chỗ mà mình lấy nước, rồi bắt đầu mình sẽ cắm một cây hương. Và mình đợi tàn hết cây hương mình mới lấy về thì nó mới linh nghiệm nha các bạn nha. Nếu như mà lấy không đem về thì nó sẽ không linh nghiệm. Rồi, ok, bắt đầu. Đây, đưa nhang với hộp quẹt đây anh cầm nha. Một nửa thôi đúng không? À. Rồi, ok. Rồi em đẩy ra đi, em đẩy ở chỗ này luôn nè. À. Rồi, em cầm hương em đốt lại giùm anh đi. Thật sự là mình không biết sao mà mấy ngày hôm nay cỏ dưới này mọc lên quá trời luôn các bạn. Ở ngay giữa đó thì không có mọc được nha các bạn nha. Nó ở ngay chỗ giữa đó thì không có mọc được. Tại vì cái hồ này á, nó như là cái lòng chảo vậy các bạn. Cho nên là khi mà bơi xa ra đó thì các bạn sẽ không có cái điểm tựa chân, khiến là các bạn bị dập bẻ một cái là chỉ có đường chết ngoài đó luôn. Ngoài này rất là nguy hiểm. Người dân người ta mới gộp tiền lại với nhau, người ta làm nguyên cái hàng rào luôn kìa. Các bạn thấy xa xa đằng đó không? Nguyên cái hàng rào đó để cho trẻ em đừng có đi xuống đây tắm. Okay. Bây giờ anh sẽ khấn ba cái rồi cắm ở đây luôn. Thank you.
Đấy, anh em mình sẽ cắm ở đây các bạn, và đợi cho tàn hết cây hương rồi bắt đầu anh em mình sẽ lấy cái hũ đó đem về. Đây chính là cái chỗ mà anh Lực ngồi bảo ẩm. Đi, hai anh em mình đi một chảnh. Đây chính là cái chỗ mà anh Lực bữa hổm ngồi nè các bạn. Đó, rồi là bắt đầu anh Lực tuôn xuống đó luôn. Chỗ bữa mà anh Lực bị nhập á hả? À. Bây giờ mình chỉ đợi hết nén hương nha các bạn nha. Ok. Anh em mình cũng đã đợi tàn hết được cây hương rồi các bạn. Ok. Rồi bây giờ em lấy cái hũ lên đi Hùng. Bây giờ anh em mình sẽ đi về nhà và đợi tới giữa đêm. Anh em mình sẽ chạy ra nghĩa địa nha các bạn nha. Và bắt đầu dùng cái nước này thoa lên mắt và chơi trốn tìm. Ha. Ok. Ở đây thật sự là đây lâu không có tốt. Tại hổm gài là ở đây mình nghe đồn là rất là nhiều chuyện phức tạp xảy ra các bạn ạ. À. Các bạn nhìn xung quanh các bạn biết rồi đúng không? Ok. Rồi thôi giờ anh em mình đi về ha. Anh em mình đã đến nghĩa địa rồi các bạn ạ. À. Và đã đem theo cái lọ nước mà anh em mình đã lấy ở cái hồ có hai đứa bé chết. Và bây giờ anh em mình bắt đầu tiến hành vào nghi thức sử dụng cái nước có người chết và thoa lên mắt để có thể nhìn thấy được người cõi âm. Mời tất cả các bạn cùng đón xem nhé. Thì đây chính là những thứ mà anh em mình đã chuẩn bị từ hồi chiều các bạn. Đây là nước mà anh em mình đã lấy ở cái hồ mà có người chết Maya hôm bữa các bạn nhớ không? Ok. Rồi mình chuẩn bị hai cây nến và một cây hương để mình làm phép vào trong mắt của Hùng. Thì tí nữa em cầm cái hũ này đi với anh đi vô trong kia. Ha. Đi vô trong kia để anh em mình đặt cái hũ trong đó. Rồi bắt đầu là anh sẽ đưa cái máy ảnh cho em. Anh sẽ cầm cái Google này. Đó, anh sẽ cầm cái Google anh đi từ trong đó đi ra đây để chuẩn bị. Ha. Thì em ở trong đó, em thoa vô mắt em rồi. Khi nào anh kêu em đi ra đây thì là bắt đầu em mở mắt từ trong đó em đi ra đây cho anh. Bắt đầu anh làm phép vô trong hai con mắt của em. Theo như mà mình biết về nghi thức này các bạn, khi mà nó hoạt động á, là có thể cái người được làm phép sẽ nhìn thấy được người cõi âm. Và Hùng rất là hợp với người âm. Các bạn xem video thì chắc các bạn cũng biết mà đúng không? Ok, rồi em lấy cái đèn nó đưa đây anh mượn. Lên lớn. À, rồi bây giờ anh sẽ mở đèn lên. Ok. Bây giờ em lấy cái hũ đi. Đi vô trong với anh. Đi. Tự nhiên đi vô đây cái mình nhớ lại cái chuyện cô gái hôm bữa các bạn ạ. À. Rồi con ốc kìa. Rồi em để cái hũ ngay đây đi. Rồi thì bây giờ em mở cái hũ ra. Em lấy nước á. Ừ. Em thoa lên trên mí mắt này nè. Em nhớ không? Mí mắt nha. Đó. Rồi em ấy vô rồi em thoa lên đi. Rồi. Thoa lên mí mắt. Nhắm mắt nha. Đừng có mở nha. Ừ, thoa bên kia luôn. Rồi. Bây giờ anh sẽ để cái đèn lên trên đầu em ha. Nè, em đội cái đèn lên đầu đi. Rồi. Rồi đèn vô. Rồi em cầm cái Sony, cầm cái máy quay này đi. Rồi bây giờ anh sẽ cầm cái Google anh đi ra ngoài trước. Nhớ đừng có mở mắt ra nha. Ừ. Thì là khi nào anh kêu em đi ra ngoài trước thì em đi ra ngoài. Bây giờ anh sẽ đi ra ngoài ngoài. Đợi em đi ra. Ha. Ok. Bây giờ mình cầm cái camera phụ này mình đi ra đây các bạn ơi. Nó quẹt rồi. Hùng ơi. Ra đây em. Đừng gọi gọi vô mắt, chá mắt em. Gì vậy?
Này chá mắt giỡn gì vậy? Hồn. Ừ. Gì em? Ngồi luôn rồi. Gì? Nãy em đi kiếm anh, em không thấy anh đâu hết. Đi đâu rồi? Nãy giờ anh ngồi đó mà khùng gì không? Anh xíu anh. Anh thấy em đi ra đây, anh tưởng là em bị gì, em đi đây anh cầm đi đây coi em sao không ấy. Rồi bánh luôn rồi. Anh nói thiệt, em không có thấy anh đâu hết á. Không, không thấy anh đâu hết á. Chuyến coi lại camera này coi. Hết lên luôn rồi. Hồi đại chuyện đó về nhà tính sao đi. Đi, em đưa camera đây. Em ngồi xuống đây đi. Tắt đèn nó đi. Rồi giờ anh đốt lửa lên. Làm anh gói hùng. Em vừa nghe anh kêu đi ra đi hùng. Em đi ra đã không thấy anh đâu hết rồi. Thật sự tự nhiên cái hoang mang các bạn, mình tưởng nó giỡn, các bạn thấy không, nãy mình thấy nó đi thì nó đi ngang lại đó luôn. Em ngồi xích lại đây, em nhắm mắt lại nha. Rồi em mở mắt ra nhìn xung quanh, có gì báo anh nha. Thấy gì hết à? Em đang nhắm mắt lại làm lại lần nữa. Rồi đây mở mắt ra. Sao? Em bận không thấy gì hết á. Theo đúng như là nghi thức là làm vậy á. Giờ anh không tập trung được luôn á. Anh ngồi cục ở đây. Tự nhiên em nói em không thấy anh. Tức ghê. Thật. Anh vừa gọi em xong là em không thấy anh đâu hết. Em mới quỳ vô trọng lại em kiếm anh đó. Nên anh làm lại thêm lần, một lần nó nhắm mắt lại. Rồi đây mở mắt ra. Nhìn xung quanh nhìn. Để anh quơ đèn cho em nhìn rõ luôn không? Không thấy gì hết luôn à? Giờ đây để mình tắt camera, mình xem lại cái camera của ông Hùng quay cái nha các bạn nha. Mình đã xem camera của Hùng lại các bạn ạ. Và mình phát hiện ra đó chính là Hùng nó nói thật, chứ nó không có nói đùa với mình. Khi mà thực hiện nghi thức này á,
cái lúc mà lúc nãy mình không quan tâm đâu, vì mình nghĩ là chắc Hùng nó qua mắt hoặc là nó giỡn với mình, nó giỡn quá đáng với mình. Thì cho đến khi mình xem lại video, mình đã có một cái cách nhìn nhận khác, là không phải cứ nghi thức làm hoàn thiện là sẽ có hiện tượng đâu các bạn ạ. Đó là một hiện tượng tâm linh rõ rệt. Theo anh nghĩ tại sao người ta lại muốn như vậy? Không, cái kiểu như là em có nghe người ta thường nói hồi xưa là ma che mắt chưa? Ma che mắt ha. Cái kiểu như là các bạn nhìn thấy một cái không phải là có thật. Những người tài xế mà chạy ở những cái đèo dốc ở Đà Lạt, các em biết không? Anh có nghe đồn là tài xế thường hay bị che mắt là bắt đầu gây tai nạn. Chạy tới không nhìn thấy người, không nhìn thấy cây cột điện hay là gì hết, nhưng mà tới khi đang chạy tự nhiên đùng cái cây cột điện trước mặt. Đó gọi là ma che mắt hả? Cái đó gọi là ma che mắt. Ở nhân gian Việt Nam mình có rất là nhiều cái sự việc là ma triêu, nhưng mà cái phổ biến nhất thường là ma giấu nè, ma che mắt nè. Như là cái đợt anh lật ma nhét đất vô miệng nè. Ok, thì nghi thức này mình xin kết luận là như thế này. Nghi thức này mình không biết là có thành công hay không, nhưng mà trong lúc đang thực hiện nghi thức thì xảy ra một cái chuyện tâm linh như vậy. Bây giờ có lẽ anh em mình nên về. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Thật sự bây giờ ngồi ở đây mình cảm thấy lạnh các bạn. Thật sự là ở đây đã xảy ra rất là nhiều chuyện anh em mình thực hiện rồi, nhưng mà lần nào như lần nấy, cái cảm giác này không bao giờ các bạn có thể quen được. Da gà nổi hết. Anh xương sống lạnh đó. Anh còn nhớ cái vụ cô gái đâu. Hả? Video đến đây thì cũng là kết thúc rồi các bạn ạ. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều vì đã xem video của anh em mình. Các bạn hãy nhớ like video này và đăng ký kênh. Nhớ ấn cái chuông để các bạn nhận được những thông báo mới nhất từ anh em mình nhé. Hãy nhớ giới thiệu và chia sẻ clip này ra cho mọi người xem để cho mọi người có một cái cách nhìn nhận khác về tâm linh. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Và tập 5 lần này, tập 5 hay tập 6 anh quên rồi ta? 6. À, tập 6. Thì tập 6 này đã kết thúc rồi các bạn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Bye bye.